Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các em thấy video của cô hay và hữu ích thì hãy bấm like, bình luận và chia sẻ video giúp cô nhé. Tuần 16 này, cô cho chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài Ngôi nhà trong cỏ. Mời các em mở sách giáo khoa trang 129. Chúng mình cùng nhau học bài nào. Trước khi vào bài học, cô trò chúng mình cùng nhau quan sát tranh minh họa. Hãy đoán xem các con vật trong tranh đang làm gì. Trước tiên, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ cảnh ở đâu. À, các em ạ, à, Chúng mình thấy trong bức tranh đó là cảnh một bãi cỏ rộng. Quan sát kỹ hơn và cho cô biết nào, trong tranh có những con vật gì? Đáp án của cô là trong tranh chúng mình nhìn thấy có con chuồn chuồn, con nhái bén, con cào cào. Và ở đây chúng mình hình nhìn thấy đó là hình ảnh chú dế than đấy và chúng mình hãy quan sát xem đoán xem các con vật này đang làm gì nhỉ à các em ạ à, chúng ta thấy chuồn chuồn thì đang bay còn cao cao thì đang đậu trên cánh nhánh cỏ non đấy còn nhái bén thì đứng ở trên mặt đất cao cao và nhái bén đều đang giơ tay nói chuyện với nhau chuồn chuồn thì đang lắng nghe. Có lẽ ba con vật này đang nói chuyện gì đó với nhau đấy. Bài học ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đáng yêu, ngộ nghĩnh về tình hàng xóm láng giềng của các con vật. Trong câu chuyện kể về một cuộc gặp gỡ thân mật giữa những người bạn động vật với nhau, đó là những người hàng xóm mới của mình. Các em sẽ đọc để hiểu các bạn đã làm những gì trong cuộc gặp gỡ đó nhé bây giờ các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài và đọc thầm theo cô nhé ngôi nhà trong cỏ sáng sớm cào cào và nhái bén đang tập nhảy xa thì chợt một chàng re 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 vang lên hai bạn ngảnh đầu nghe hay quá ai hát đó chuồn chuồn vừa bay đến đậu trên nhánh cỏ may đôi cánh mỏng rung nhẹ nhẹ khi điệu nhạc vút cao có phải cao cao hát không hay nhái bén cào cào lắc đầu nhái bén cũng xua tay tớ à tớ hát thì ai nghe thế là cào cào nhái bén chuồn chuồn, rủ nhau đi tìm tiếng hát. Dưới lớp cỏ xanh rì, mặt đất đen ẩm ướt, dế than đang xây nhà. Chốc chốc, cậu dừng lại, cất tiếng hát say sưa. Khi dứt bài hát, dế than giật mình nghe thấy một chàng pháo tay lộp bộp. Cào cào từ trên nhánh cỏ nhảy xuống. Tớ là cao cao tiếng hát của bạn hay quá chuồn chuồn khẽ đập đôi cánh tớ là chuồn chuồn bạn thật là một tài năng âm nhạc dế than ngượng ngùng ôi tớ chỉ là thợ đào đất thôi tớ là dế than nhái bén mừng rỡ a à, từ nay tớ có thêm một láng giềng hát hay làm giỏi là dế than để chúng tớ giúp bạn dựng nha. Cào cào, nhái bén, chuồn chuồn, cùng xuống vào giúp dế than. Chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây dựng, song dưới ô nấm, giữa vùng cỏ xanh tươi. Theo Lý Lan Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài Ngôi nhà trong cỏ để các em luyện đọc tốt được bài này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó dễ nhầm lẫn trong bài nhé. Các em đọc cho cô từ sau. Nhảy xa. Khi đọc các em lưu ý tiếng xa, chúng ta đọc là sờ. Nhảy xa. Mời các em đọc tiếp nào vang lên khi đọc từ này tiếng lên các em đọc là l vang lên đọc cho cô từ tiếp theo nào rủ nhau khi đọc các em lưu ý tiếng rủ chúng ta phát âm là r rủ nhau các em đọc cho cô từ này nhé vùng cỏ vùng cỏ như vậy chúng ta đã luyện đọc được một số tiếng từ khó rồi đấy chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài nào khi đọc câu các em cần lưu ý ngắt hơi ở sau dấu phẩy và nghỉ hơi ở sau dấu chấm nhé bây giờ các em nghe cô giáo đọc câu dài nào chuồn chuồn vừa bay đến đâu trên nhánh cỏ may. Đôi cánh mỏng nhẹ khi điệu nhạc vút cao. Cô mời các em hãy bấm dừng hình, chúng mình luyện đọc câu dài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc câu sau. Khi đọc câu, dấu phẩy chúng ta ngắt hơi, ngoài ra chúng mình sẽ ngắt hơi ở sau một số cụm từ dài và nghỉ hơi sau dấu chấm nhé. ở đây cô giáo ngắt hơi ở sau dấu phẩy. sau cụm từ dài đó là từ bằng đất, từ xong từ nấm và nghỉ hơi ở cuối câu. các em nghe cô đọc mẫu nào? chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây xong dưới ô nấm những giữa những vùng cỏ xanh tươi. Cô mời các em bấm dừng hình, chúng mình luyện đọc câu dài nhé. Các em luyện đọc xong chưa? Bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau chia đoạn. Hãy chia đoạn cho cô xem bài đọc này chúng mình có thể chia làm mấy đoạn nào? Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Ở bài này chúng mình có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến đi tìm tiếng hát. Đoạn 2 từ dưới lớp cỏ xanh cho đến âm nhạc và đoạn 3 là từ dế than cho đến hết. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại toàn bài nhé. Các em luyện đọc xong chưa? Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình. Trong bài đọc, chúng mình cần hiểu nghĩa một số từ đấy. Các em hãy dùng bút chì gạch chân những từ mà em chưa hiểu nghĩa nào. Cô giáo giải nghĩa cho chúng mình một số từ sau. Từ thứ nhất đó là từ trang. Trang ở đây có nghĩa là chuỗi âm thanh phát ra liên tục, giống như một chàng thái Đây chính là từ chàng đấy. Từ tiếp theo đó là từ ngảnh đầu. Ngảnh đầu ở đây có nghĩa là gì? Ngảnh đầu có nghĩa là vươn cao đầu lên. Tiếp theo đó là từ láng giềng. Láng giềng như hàng xóm. Có nghĩa là người ở nhà bên cạnh thì được gọi là láng giềng hàng xóm của nhau đấy. Như vậy chúng mình đã hiểu thêm nghĩa của một số từ trong bài rồi. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc nhé. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi số 1. Vào sáng sớm, chuyện gì xảy ra khiến cao cao, nhái bén, chuồn chuồn chú ý? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc kỹ đoạn văn từ đầu cho đến hay nhái bén để trả lời câu hỏi nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Vào sáng sớm, có một âm thanh vang lên từ đâu khiến cào cào, nhái bén, chuồn chuồn, chú ý. Như vậy, chúng mình thấy vào sáng sớm, có một âm thanh được phát ra khiến cho cào cào và nhái bén, chuồn chuồn cùng nhau chú ý đến đấy. Câu hỏi 2 Các bạn đã phát hiện ra điều gì? Chúng mình hãy đọc kỹ đoạn văn từ Thế la cao cao cho đến Pháo tay lột bột để trả lời câu hỏi 2 nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Các bạn đã phát hiện ra dế than đang vừa xây nhà vừa hát. Câu 3 chi tiết nào cho thấy cuộc gặp gỡ của các bạn với giấy than rất thân mật. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy chú ý đọc kỹ đoạn văn từ thế là cao cao cho đến pháo tay lộc độc để trả lời câu hỏi nhé. Chúng mình cùng nhau quan sát câu trả lời nào. Chi tiết cho thấy cuộc gặp gỡ của các bạn dế thật thân, thân rất thân mật đó là khi dứt bài hát thì giấy than đã giật mình, nghe thấy một chàng pháo tay lộp bộp, sau đó các bạn tự giới thiệu về mình để làm quen với giấy than đấy Câu hỏi 4 Các bạn đã giúp dế than việc gì? Chúng mình hãy đọc kỹ câu nói của nhái bén ở cuối bài để trả lời câu hỏi này nhé Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Các bạn đã xuống vào để giúp giấy than dựng nhà. Câu 5. Em nghĩ gì về việc các bạn giúp đỡ giấy than? Cô mời các em hãy bấm riêng dừng hình và suy nghĩ trả lời câu hỏi năm nhé. Đáp án của cô như sau. Việc các bạn giúp đỡ dế than cho thấy các bạn là những người bạn tốt, biết giúp đỡ người khác đấy. Như vậy chúng mình đã trả lời được 5 câu hỏi về nội dung của bài học ngày hôm nay. Vậy qua việc trả lời câu hỏi, các em cho cô biết nội dung của bài học hôm nay muốn nói điều gì? À, các em à, Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ vô cùng thân mật của cào cào, nhái bén, chuồn chuồn và dế than. Các bạn cùng dế than xây nhà. Qua đó chúng ta thấy được tinh thần, cộng đồng gắn bó giữa các cá nhân trong xã hội. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc rồi. Bây giờ các em hãy luyện đọc lại toàn bài đọc nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại bài đọc nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy là vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài và tìm hiểu nội dung của bài đọc Ngôi nhà trong cỏ. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.